Trong một ngày trời đẹp vờ cờ lờ và bạn đang cảm thấy rất chi là yêu đời, quyết định mở máy lên và làm một trận game để giải trí. Thế nhưng ngay sau đó, những cảm giác màu hường ấy chả còn động lại gì trong đầu bạn khi mà lần lượt những trận thua cứ liên tiếp kéo đến. Một trận, hai trận, năm trận và rồi bạn rất ranh, bực tức và đập phá đồ đạc. Căn phòng giờ đây lại chả còn lại gì ngoài những lời yêu thương gửi đến phụ mẫu và phụ thân của đối thủ hay những người đồng đội vừa mới chinh chiến với bạn. Bàn ghế thì kêu len keng, lộp bộp. Biết thua thì cay đấy, nhưng mấy ông có thắc mắc rằng tại sao con người chúng ta lại cảm thấy cay cú khi chơi game chưa? Đôi khi cũng tự nhủ bản thân mình rằng chỉ là game thôi mà. Nhưng mà sau khi chơi vài ván thì đâu vẫn vào đấy, vẫn là những lời yêu thương có cánh đó. Nếu có thì để tôi kể cho bạn nghe về những điều mà bạn thắc mắc trong cuộc sống này, về việc lý do tại sao chúng ta càng chơi game lại càng cảm thấy cay cú, và liệu có giải pháp nào để kìm hãm được cái vấn nạn này hay không nhé. Cây cú mà ta đang đề cập ở đây, nói một cách khác đó là sự ức chế hay tức giận. Nó là một loại cảm giác tức tối vì mất mát hay thua thiệt một thứ gì đó mà ở mức độ nặng hơn người ta gọi đó là tu xích. Theo khoa học thì đây là một thuật ngữ chỉ mức độ độc hại hoặc gây hại của một chất, tác động, hành vi, ý tưởng, tình huống sức khỏe hoặc sự phát triển của một cá nhân hay cộng đồng. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các lĩnh vực học thuật hay trong cuộc sống hàng ngày để miêu tả những tác động có hại đến con người, động vật hoặc môi trường xung quanh chúng ta. Đó là Wiki nói, nhưng mà kệ mẹ Wiki đi. Đối với cộng đồng game thủ thì toxic là một cụm từ chắc hẳn là không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không? Bạn chơi game và gặp những thành phần liên tục chửi thề, cứ khoảng 1 đến 2 giây thì chúng nó lại chat và gửi lời yêu thương đến phụ mẫu và hỏi rằng biết bố bạn là ai không? Hay những thành phần phá game quấy rối, thích chọc tức mọi người bằng nhiều cách khác nhau như cố tình chết hoặc troll đồng đội, thua game vì quá khó, tức tối và bực bội vì bàn phím và phụ kiện quá cùi, hay thậm chí là cây cú chỉ vì bản thân mình quá kém cỏi. Nhiều người nhìn vào thì sẽ có suy nghĩ rằng game thôi mà, sao phải cay cú đến như vậy? Thế thì ôi bạn ơi, vậy là bạn chưa biết đến cái cảm giác đang thắng trận, nhưng chỉ vài pha chết nhảm của đồng đội và vài phút sau đó, team bạn bị lật kèo và thua ngược rồi. Nó cay lắm. Lý do người ta cảm thấy cay cú khi chơi game đến từ rất nhiều yếu tố. Có thể bạn đã rất cố gắng trong trận đấu đó, nhưng sau cùng, thứ mà bạn nhận được lại là hai chữ thất bại đỏ lòm. Đánh hoài đánh mãi một con boss cũng không thể nào tìm ra cách để chiến thắng, hay chỉ đơn giản là tình trạng mạng giật lag khiến cho quá trình chơi game của bạn không được tốt. Nhưng mà chung quy lại thì hầu hết những sự cay cú và những cái gọi là toxic đó đến từ những game online, những tựa game yêu cầu đến sự phối hợp từ những người chơi khác, ta thường gọi với cụm từ đồng đội hay sự phối hợp. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại sao phần lớn những trường hợp này lại xảy ra với những dòng game online? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy đi đến phần tiếp theo, và nó cũng là nguyên nhân lớn nhất lý giải cho việc cay cú khi chơi game. Đúng vậy, như cái tiêu đề vừa mới xuất hiện cho các bạn thấy, câu trả lời đơn giản cho việc cay cú khi chơi game đó chính là sự cạnh tranh. Vượn là một loài vô cùng thông minh, trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm và rất nhiều lần tiến hóa. Từ vượn tinh khôn, người tiền sử cho đến con người hiện đại, chúng ta luôn đứng trên đỉnh đầu của chuỗi thức ăn. Thứ mà ta có thể thấy được ở con người đó chính là sự thống trị, cảm giác muốn chinh phục. Chính vì cái thứ tính cách đã nằm trong mẻ gen từ thời xa xưa đó mà ở bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cũng đều không muốn thua cuộc, kể cả đó là chơi game để giải trí. Miệng thì cứ bảo game thôi mà, việc gì phải căng lên như vậy, nhưng mà thua một cái thì giái tai đỏ bừng, mặt mày nóng phừng phừng như nồi lửa bánh chưng đêm 30 Tết. Đúng là game thì để giải trí đấy, để vui đấy, nhưng mà thắng thì chắc chắn là vui hơn. Chính vì nắm được tâm lý đó của hầu hết người chơi nên các nhà làm game đã cố tình đưa vào những sản phẩm của mình những yếu tố nhằm câu thêm thời gian chơi của họ. Lấy ví dụ như những dòng game show, anh em nào đã chơi qua những tựa game kiểu như thế này thì chắc hẳn là sẽ đồng tình với tôi rằng nó chả khác gì tự khổ dâm bản thân vậy. Sống thì không thấy bao nhiêu, nhưng mà chết thì nhiều vô kể. Ông nào mà sinh ra ở vạch đích trước giờ chỉ sống trong nhung lụa, chưa biết ngoài đời nó khắc nghiệt như thế nào thì hãy nên thử chơi một lần cho nó quen, sau này ra đời cho nó khỏi bỡ ngỡ. Nói là vậy, thế nhưng thứ đặc trưng làm cho những dòng game như thế này hot lại nằm ở chính cái gameplay khó nhằn của nó. Hầu hết những game như thế này thì khi khởi đầu người chơi sẽ phải tự tìm kiếm, tự khám phá ra mình sẽ phải làm gì tiếp theo, bởi những gợi ý là rất ít. Hơn nữa, nhà làm game luôn đưa vào những yếu tố bất ngờ và độ khó của những con boss là rất cao, yêu cầu sự kiên nhẫn của người chơi rất nhiều. Bởi khi đánh boss thì việc chết gần như là bắt buộc, vì chỉ có chết thì bạn mới có thể nhớ được những chiêu thức của nó để có thể né tránh và đánh bại được nó trong những lần sau đó. Mấy ông cứ thử tưởng tượng rằng cái con boss hay cái ải mà mình đã mất mấy ngày liền để đánh, sau một thời gian chết đi sống lại thì cuối cùng mấy ông cũng có thể tự tay giết được nó qua màn mà không cần một sự trợ giúp nào đến từ mấy cái cheat and tip trên YouTube hay người khác chỉ. Lúc đó mấy ông cảm thấy như thế nào? Nghĩ tới thôi là thấy sướng tê cả người rồi đúng không? Một ví dụ điển hình khác mà ta rất dễ bắt gặp trong việc khai thác yếu tố cạnh tranh trong chơi game đó là ở những dòng game Battle Royale. Không phải ngẫu nhiên mà tựa game nổi đình nổi đám một thời đã lấy cái câu Winner Winner Chicken Dinner để làm phần thưởng cho những ai giành được top 1 đâu đúng không? Dịch nôm na cái câu này ra là người thắng thì được ăn gà. Mặc dù nó chỉ đơn giản là một câu nói mang tính chất vui vẻ, khích lệ người chơi, thế nhưng trên thực tế thì nó phản ánh khá thật về cái cốt lõi của những dòng game này đấy. Nếu như các bạn ở top 2, top 15, top 99
thì cái dòng chữ này có hiện lên hay không? Có đấy, nhưng mà có cái nịt. Về cơ bản thì khi chơi những con game Battle Royale này, miễn là bạn đạt được vị trí số 1 ra thì những vị trí khác sẽ đều là vô nghĩa, kể cả đó là top 3 hay top 2 đi chăng nữa. Đó chính là thứ khiến cho PUBG, Apex Legends, Fortnite hay những tựa game có lối chơi tương tự trở nên kích thích người chơi hơn. Dù bạn có giết 10, 20 hay thậm chí là 50 mạng đi chăng nữa thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu như bạn không được top 1. Thắng thì làm vua, thua thì ra chơi ván khác. Người ta gọi đó là thành tựu. Và thành tựu đó phải đủ lớn để gây ra cảm giác khiến người ta hưng phấn. Chính vì vậy mà dù có stress hay thậm chí là biết bản thân mình kiểu gì cũng sẽ thấy cây cú đi chăng nữa thì họ vẫn dấn thân vào để chơi. Nói một cách khác thì họ không chơi game mà là game chơi họ. Nói đúng hơn thì họ đâm đầu vào game để tìm cảm giác chiến thắng chứ không phải là để giải trí. Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thì khi chơi game, cơ thể của bạn sẽ tiết ra rất nhiều hormone tốt, ví dụ như serotonin, oxytocin, dopamine và đặc biệt là endorphin. Chất này là một chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng trong não chúng ta khi ta có cảm giác hài lòng, đạt được thành công hay một thành tích gì đó nhất định. Và người ta cũng nghiên cứu rằng endorphin là chất được tiết ra nhiều nhất khi chúng ta có cảm giác phấn khích khi đạt được một thành tựu gì đó trên các trò chơi điện tử. Chính vì lẽ đó mà các trò chơi điện tử có độ khó càng cao, thành tựu càng lớn thì sẽ dễ gây nghiện và khiến người chơi bánh cuốn hơn là những tựa game có xu hướng thấp hơn. Cũng chính vì vậy mà nghiện game hay cây cú được sinh ra từ đó. Chơi càng nhiều, hormone tiết ra càng nhiều, thua càng nhiều thì lại càng muốn chơi tiếp để gỡ. Một vòng lặp liên tục và thế lực, bạn đã trở thành một con nghiện game toxic chính hiệu. Nó giống như nghiện cờ bạc vậy. Bạn thua càng nhiều thì càng muốn gỡ, và thế lại càng đâm đầu vào, và rồi xe cộ nhà cửa cứ thế không cánh mà bay. Tóm cái váy lại thì nguyên nhân chính trong việc cây cú hay toxic khi chơi game đó là do sự cạnh tranh. Vậy có cách nào để khắc phục cho vấn đề này hay không? Chả phải như trên kia thì video đã nói rằng sự cạnh tranh chính là công thức chủ đạo để các nhà làm game thu hút cho người chơi sao? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy đi đến phần tiếp theo, giải pháp tránh toxic hay cây cú khi chơi game nhé. Vấn nạn cây cú khi chơi game hoặc trở thành một nạn nhân của toxic đã quá là một điều quen thuộc đối với chúng ta rồi. Hẳn là mấy ông khi mới chân ướt chân ráo bước đến với cái thế giới kỹ thuật số này đều mang theo cái tâm trí thơ mộng, tươi đẹp, đang dang rộng vòng tay chào đón mình, và rồi giấc mộng ấy nhanh chóng vỡ tan chỉ vì cộng đồng game quá toxic đúng không? Lên forum hỏi thì ăn chửi, vào game hỏi cũng ăn chửi, không biết làm thế nào để chơi, chết, ăn chửi. Và rồi bạn nhanh chóng bỏ game ngay lập tức vì chả biết làm thế nào để có thể tự xoay sở. Nhưng mà nói với ai về vấn đề này thì họ cũng bảo rằng tập làm quen đi, hoặc là nhiều đó có là gì đâu, cứ chơi đi rồi biết. Đồng ý là có vài game nó yêu cầu sự tìm tòi và khả năng sáng tạo của bản thân. Nhưng mà đối với mấy ông newbie vừa tập tễnh bước vào cái thế giới này thì việc hỏi han rất là bình thường. Vì cơ bản họ cũng chỉ là những người chơi mới đang tìm cách để chơi giống như chúng ta ở thời gian đầu mà thôi. Nếu không tin thì các bạn có thể vào những tựa game này để hỏi cách chơi đi. Nhẹ thì sẽ không ai rep, hoặc là nặng thì mấy ông sẽ bị ăn chửi, rồi bảo nghỉ game. À mà trừ khi mấy ông là con gái. Đừng xem rằng đây là một vấn nạn bình thường và phớt lờ chuyện đó, vì hệ quả nó mang lại cũng không phải là nhỏ. Đã mất một khoảng thời gian dài để trò chơi điện tử được chấp nhận bởi xã hội, mấy ông còn nhớ rằng trước đây truyền thông và báo chí, đặc biệt là các bậc phụ huynh đã có cái nhìn như thế nào đối với trò chơi điện tử không? Không. Nguyên nhân lớn nhất là việc nó có ảnh hưởng bạo lực đến tâm trí của giới trẻ. Điều này cũng không hẳn là sai khi mà vấn nạn toxic và cây cú đang dần trở thành một thực trạng trong những cộng đồng game lớn như thế này trên thế giới. Mặc dù nó vẫn còn nhỏ và không đáng kể, nhưng nó sẽ trở thành hậu quả lớn nếu như ta không ngăn chặn điều này. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Đơn giản lắm, đừng chơi game nữa là được. À thôi tôi đùa đấy. Cách giải quyết khá là cũ nhưng mà hiệu nghiệm cực kỳ. Nó nằm ở nút Mew. Tin tôi đi, cái nút này nó thần thánh cực kỳ. Chỉ cần bạn mưu hết toàn bộ đồng đội và tập trung chơi game thì cứ y như rằng game đó bạn sẽ được búp thêm 100% sức mạnh vậy. Vì tâm trí bạn đã hoàn toàn tập trung vào trận đấu đó rồi. Và cái nút này thì game nào họ cũng thiết kế, nên là cứ thử đi. Còn đối với ông nào thuộc dạng không thể chịu được và sẵn sàng cào phím khi chơi game ấy, thì đôi khi nên nghỉ game một thời gian. Tôi gọi nó ở đây là một khoảng lặng. Nhiều lúc các bạn chơi quá nhiều và kết quả trận nào cũng như trận nấy khiến cho áp lực tinh thần của bạn bị đè nén, nên đâm ra bạn sẽ cây cú và trở nên toxic, hoặc ít nhất là gặp những thằng giống bạn và nó sẽ toxic lên bạn. Và thế rồi hai thằng sẽ chửi nhau. Nên là phương pháp tốt nhất ở đây là bạn nên nghỉ game một thời gian, hoặc thay đổi không khí như chơi một con game nào đó nhẹ nhàng hơn rồi sau đó quay lại. Còn nếu không được thì tôi cũng chịu, bạn đen lắm. Nếu vẫn muốn chơi game nhưng không muốn toxic thì tôi khuyên bạn nên chơi những game offline, đặc biệt là những dòng game indie mang thiên hướng low key như Stardew Valley, Minecraft, Limbo, vân vân và mây mây. Những tựa game như thế này sẽ giúp bạn giải trí và chill hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Tất nhiên là vẫn sẽ có sự cạnh tranh và cây cú, nhưng sẽ đỡ hơn rất nhiều so với một cái thằng Yasuo có KDA 020 đúng không? Nên đó là những cách để có thể tránh toxic khả dĩ nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi. Vì như đầu video đã nói đấy, yếu tố khiến cho game hấp dẫn lên đó là sự cạnh tranh. Dù muốn hay không thì bạn vẫn sẽ phải chấp nhận điều này mà thôi. Nên là vì bàn phím thân thương, vì con chuột yêu quý, hãy kiềm chế và nghĩ đến hậu quả sau này nếu như mình cảm thấy cây cú và toxic, không chỉ vì bạn mà vì cả cộng đồng. Nên là hãy văn minh khi chơi game anh em nhé.
Qua video này, hy vọng mấy ông cũng hiểu được nguyên nhân và hệ quả của sự cay cú và toxic khi chơi game. Nếu thấy video này hay, đáng để mấy ông thích, vậy thì tại sao không vả vào mặt tôi một subscribe, một like để tôi có động lực trong những video tiếp theo. Tôi là Kiên, cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.